cây đi vui hả? Thôi đi về cái tiệm là xong rồi. Chị Ánh thử anh được hai cái ý chị thôi. Coi đu đủ nè, chút xem. Chút đu hôm qua nè. Hôm qua ai muốn khuyến mãi chưa? Chị Ánh thử ha. Sáng ra thức dậy cái em cái nồi xúc ra rồi bắt đầu xách cái chai ra ngót làm mấy sớp nữa. Muốn mặn hơn ngọt hơn đủ rồi hả? Đây cái này tùy theo ở đây tiện có cái là mình làm mình không có sợ dơ, không phải là dơ giữa dơ nhà lao á, thoải mái. Ừ, cho làm thoải mái, vừa ăn vừa vừa đỏ vậy cũng đủ. Sao bà không sợ cho ghế vô có lấy dĩa coi ghế này ghế đặc biệt của em đó. Ngồi nè chị, để đây nè. Đặng là mình cũng có làm nữa, mà làm tự món lá rồi nè. Chị Tiên nhìn lên kìa. Vậy, chị Tính. Chị ghét rồi. Thấy hết trơn rồi. Phải lấy cái cây này vui. Mà nó cho một cái đèn bia nó ngủ luôn. VIP phải ra tới một cái đón. Thấy không? Cái là đặc biệt mới có người đi đón hết chưa. Bây giờ bà phải quét. Ủa tôi nhìn chạy đi tôi tưởng đâu ca sĩ mới tới không. Má chơi chưa thấy bà mới làm món mới cho bà đó. Trời sao mà giống quán 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 tôi khoái về, tôi khoái ông Ninh lại, tôi khoái cái nụ cười của ông à. Tới đây lần người đi còn lẹ. Thì anh nói thì nói cái bản stop đầu tiên là quẹo. Anh khỏi nhà tôi là gặp bản stop đầu tiên. Không, không hơi quẹo rồi chạy rồi. Chạy xuống xa dưới này mới quẹo. Ờ, chạy khỏi stop luôn hả? Ở qua khỏi stop xa tới 3 mét có quẹo. Tại chứ ở ngoài ở cái đầu đường đi vô về chỗ đường ranh đỏ ngoài đường lớn về vô. Nên qua khỏi nhà tôi là gặp stop, chỉ có cái stop đó thôi. Hả? Mà phải chạy qua. Tôi giữ tên tôi với tôi cái áo 45 cm. À đâu 45 cm. Ừ, cái áo 45 cm được hiểu. Có 45 cm hả? Sao chị mua được? Sân tham em đi món thấy đều rẻ và chị rẻ. Nó bấm là mụn. Khi mà nó bấm cái thác vô đó, nó bấm giá lộn. Mà hiếm lắm à. Ừ, giữ bấm giá lộn 45 đồng á, mình nghĩ là 45 đồng á, nó bấm lộn. Mà cái áo đẹp. Để thẳng luôn. Dạ, em bầm. Cái hiệu cái tên hiệu mà. Bấm cái tỏi á. Chạy quay cái bấm. Bấm cái tỏi. Dạ, cái này cay hả? Cái này cay mới ngon. Phải cay cay mới ngon, không cay nó không ngon. Ngon. Nó cay mà không nhiều nhiều. Cái này cay nhiều hơn. Trời, cay nhiều hơn nữa là hết ăn luôn á. Vậy là mình ăn còn hít hà rồi. Tùng đưa vô cái là teo luôn. Cay lắm rồi hả? Vậy được rồi, làm cỡ vậy được rồi, đừng có cay. Như vậy muốn cay hơn nữa không? Không cay hơn nữa là chết luôn á. Mày đi lên rồi á. Cay cỡ này là ngon rồi, chứ mình cay nữa là ăn hết nổi luôn á. Món này ngon nhất. Món nào cũng ngon, tại tôi đó.
bụng nó nhiều ngon hơn cà. Cái đó với cà nướng ngon. Cái này là nhậu gà. Rồi cho em rồi. Này đúng mốt của nó là ăn với gà nướng, gà bò bún chiên, nướng thịt gà chứ. Bên đấy Lan đi là nó chỉ bán mấy cái sạp sạp đó, nó bán cái này với lại gà quay gà bò bún chiên. Bởi vì ở bên Thái Lan có cái gì nó rớt trên trời á, rớt xuống cái trời kia còn lớn nữa. Cái ở Thái Lan, biết. Em bầm láng bầm bầm cũng la em hết trời. Lấy đại đi chứ nào cũng nhung nhung. Phải coi chứ có cái mềm. Lâu cái nó mềm. Ông bên kia nó có nước bên kia nó chị ơi. Cái giò của nó có nước á. Dạ, cái giò của nó có nước. Thì bây giờ em làm cái này cay cay, xong em làm một cái ướt cay rồi sao? Ok, mọi người theo cái. Đó, anh chưa có cay thì ăn cái này. Cái nào không cay cho chị miếng. Cái phụ chị tiếp chủ chị ăn. Nếu mà còn cấm bấm rồi bữa kia là làm một lần nữa. Bữa kia đợt lần nữa. Ở ngoài sân giống vậy nè. Còn có hai cái trứng nhật nữa. Thấy không? Thằng nó tính sao? Nó mất mát còn làm được cái bộ này mất còn lắm. Đi chơi về còn mát. Mất mát còn làm được. Ô đem đi á. Chơi về cái bộ ngày xưa rửa bồn là hai tay, giờ rửa một tay. Một tay với một chân phải không? Yeah. Rửa tay còn tay thì làm gì? Mẹ đó đó. Hỏi câu đó mới là khó, khó trả lời. Nó lặp lại tiếng nghe. Come here. Rửa bồn mà sao hai tay. Rửa tay còn tay thì làm gì? Còn tay kia thì làm gì? Ờ, tay kia làm gì? Đó ông muốn hay thắc mắc quá không? Đáng hiểu cho phải hỏi. Chuyện này bình thường nó dễ bao. Cái đó chứ cái mày lấy súp cho. Bình thường mà. Rồi, no. Súp. Ờ, lấy súp. Chào. Rồi, chào. Bữa này ngon vậy. Ăn cái đó chứ cái mày lấy cho. Then no, I'm not eating. Tưởng tượng giống như mấy mấy cái em ở Việt Nam mà bán ngọt bán đồ ăn ngoài dài 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 cho bánh xe hết rồi. Bán mấy ghim. Mấy ghim. Để ăn lấy cái ớt mẹ nó mỏng cay cay nhiều được. Ăn ăn bún không? Ăn yes. You have to eat that. Can I get that? No. Ăn hết cái đó là mẹ mới lấy cả. Nào ông sao cho? Không không mà thôi mẹ không có. Rồi khỏi đi phe tối nay. Đi phe ăn phe đâu? Đi phe. Đi phe ở chỗ em. Ờ, cái đó chọn bút này. Có gì nó ok, mình ok hơn. You promised me you were good. Ờ, tại vì ăn cái này nó bị tê lưỡi rồi thấy nó chạy. Chắc có biết cái gì không? Dạ. Tại cái này em dầm ớt nhiều hơn. Dạ. Cái này em thấy mấy người ai hăng cay quá, em không dám dầm ớt nhiều. Dạ. Thấy đầu tiên có dễ cay hơn nhiều. Vậy là cái này không có cay nữa phải không? Cái này là nhiều ớt hơn cái đó, nhưng mà em dầm ớt hơn. Thì thấy ai không nói cay. Ăn mà phải hít hà nó mới đã. Either way, if I don't finish, I'll be off the rock there. I'm still going. You promise. Cái nào của anh này không cay đâu. Chiều quá. Nói em làm nữa. Để mình trộn. Không là ông bứt cỏ. Trộn hai thứ. Mà ông bứt làm nhầm cái rau húng lủi á. Ông Hương nói. Ông Hương nói cái đó rau húng lủi. Húng cay. Cái mấy tao đậu biết, tao tưởng bỏ tao bứt hết rồi. Không biết về thầy la. Trời ơi, mai mốt lên lại, ban quỷ nó lên lại. Vô tình chứ đâu phải cố ý mình phá là sao, đúng không?
Khê biết chùa đó không Khê? À đâu? Ở New York á. Không, có một chùa Thái lớn lắm. Ở đây nè, cỡ tháng 4 nè, lên Silver Spring á. Chỗ chùa Thái. Kỳ đó chị đi.